Xin chào mọi người, mình đã quay lại với một video mới đây. Theo xu hướng các màu son MLBB ngày càng được ưa chuộng vì sự tiện lợi, có thể dùng trong nhiều dịp khác nhau, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại các cây son MLBB mình yêu thích trong nửa năm qua. Đa số đều là các dòng son mới ra trong vòng nửa năm trở lại đây thôi. Và nếu bạn là tín đồ của son MLBB, My Lips But Better, thì mình nghĩ là các bạn không nên bỏ qua video lần này đâu. Đầu tiên là màu VM03 của dòng son kem bùn Caslin Mistiness Sweet Lip Matte. Đây không phải là lần đầu tiên mình khen màu này đâu. Thiết kế của bạn này khá là bé xinh, còn chất son là dạng bùn lì mềm, dễ tán và không khô, không vón cục. Tuy nhiên vẫn cần dưỡng môi trước khi đánh son. Màu VM03 là hồng pha ít đất kèm thêm sắc đỏ, màu gần với màu hồng đất pha đỏ đậu, một tone cánh hồng khô hoàn toàn không kén da, sắc hồng không bị xến mà còn khá xinh và dễ dùng, đánh lên rất tôn da luôn. Bản này sẽ có mùi hương vani ngọt không bị nồng gắt, độ lì vừa phải tầm 3 đến 5 tiếng không ăn uống. Cá nhân mình thấy những màu cánh hồng khô như vậy khá là khó tìm ấy, cho nên bản này rất đáng sở hữu luôn. Và tiếp theo cũng là một cây son đến từ nhà Caslin, và màu mình giới thiệu cho mọi người là một trong năm màu mới ra thuộc bộ sưu tập Lulu Pick, đó là AM26. Bản này sẽ có tone màu MLBB cam đào đất, màu son rất chuẩn cả khi đánh lên tay và lên môi mình. Thông thường thì những tone cam đào rất kén da và khó dùng, nhưng AM26 có thêm tí nâu cho nên màu rất vừa phải, không tươi cũng không trầm, và nếu thích thì các bạn có thể nhấn thêm chút màu má. Tuy nhiên thì màu vẫn gây xỉn men răng. Chất son của các màu mới thì vẫn không thay đổi, chất nhung mịn bả môi tốt, không bị dày hay là nặng môi, và có thể giữ màu tầm 4-5 tiếng không ăn uống. Mình đánh giá cao độ mướt môi của dòng này, dù là môi khô thì vẫn dùng được. Chất son giữ ẩm khá tốt và finish cho phủ vân môi khá ổn áp. Mình tin chắc Roman Multi Velvet Tint 07 Rosy là một cây son hoàn toàn không xa lạ với mọi người. Từ ngày mà hãng cho ra mắt phiên bản này thì 07 là một trong những màu son được chú ý nhất. Bản này có sự pha trộn giữa 4 tone màu, hồng, cam, đỏ và nâu. Màu trên tay không có sắc hồng, nhưng lên môi thì màu ngã hồng và tạo nên một tone hồng nâu pha cam và đỏ, đặc biệt là không ngã tím. Màu này có thể cân mọi tone da. Chất son của bạn này là dạng nhung, mềm, ẩm và mướt, dày vừa, độ xốp ít. Điểm trừ của chất son là dễ trôi vào lòng môi nếu bậm nhiều. Son lì tầm 3 đến 5 tiếng và có stain nhẹ sau khi trôi. So về các mặt tốt và điểm trừ, cộng thêm màu son đẹp thì mình thấy đây vẫn là một cây son đáng có trong tủ son của mình. Nói về 3CE Velvet Lip Tint màu Walk and Talk thì khi mà hãng mới cho ra năm màu mới, mình chỉ mua hai màu trầm và rất ngại màu này luôn, vì mình nghĩ nó là một màu sang hô tươi và khó dùng. Cho đến khi quyết định mua thử và dùng rồi thì mình thấy khá may mắn vì màu son đẹp hơn tưởng tượng của mình khá nhiều. Bản này là một tone cam ít đất, lên môi sẽ hơi có xíu ánh đỏ làm cho màu dễ dùng hơn. Màu vẫn kén so với các bạn da ngâm, và vì có sắc cam nên xỉn men răng. Bù lại thì màu son tạo cảm giác tự nhiên như màu môi thật. Với nền da của mình thì vẫn cần nhấn thêm màu má. Dòng này có chất son kem nhung hơi xốp, chất không dày khá mướt, không bột và có độ ẩm khi đánh lên môi. Nếu có ý định mua màu này thì mình nghĩ mọi người vẫn nên đợi giảm giá, vì với vỏ son chỉ được dán giấy thì mức giá gốc của bạn này vẫn hơi cao. Như mọi người biết thì Musée Mansion màu 003 Stranger là một cây son mình rất yêu thích. Với cá nhân mình thì cả thiết kế, chất son và bản thành phần thuần chay đều là điểm cộng to lớn của bạn này. Bên cạnh đó thì màu son cũng là một tone MLBB rất đáng sở hữu. 003 Stranger có tone màu hồng cam đất, màu hợp với da trung bình và da trắng, còn da ngâm thì vẫn cần trang điểm khi dùng. Màu son khá nhẹ nhàng để dùng hàng ngày, và mình thấy thì màu này rất hợp với những ai mê màu son gần giống màu môi mà vẫn đủ tươi tắn và trẻ trung. Thêm một điểm cộng là mặc dù chất son nhung, mềm, ẩm, khá mỏng nhưng bạn này lại lên màu tốt, không bị xê dịch, cực kỳ mướt môi và giữ màu tốt, tầm 5 tiếng không ăn uống. Bỏ qua điểm trừ là mùi son hơi bị nồng thì bạn này vẫn là một cây son xứng đáng với mức giá mà mình phải bỏ ra để mua. Bỏ qua các màu son lì thì tiếp theo sẽ là son bóng. Với xu hướng dùng son bóng ngày càng nhiều thì mình cũng chọn lọc được các màu MLBB cực xinh. Đầu tiên là màu 004 Ambient thuộc bộ son bóng mới ra của Hinz.
Bản này có chất gel tint khá lỏng, kết cấu mỏng nhẹ, độ bóng trong veo như một lớp nước phủ lên môi. Khi apply một lớp thì độ lên màu lẫn độ bóng không rõ lắm, cho nên mọi người nên đánh tầm 2 đến 3 lớp. Màu son khi apply lên môi mình 3 lớp thì cho một màu cam sang hô đất, pha một chút hồng mặc dù màu trên tay khá bợt. Với mình thì đây là một tone MABB cực xinh nếu kết hợp với màu má phù hợp và có lớp nền mỏng nhẹ đi kèm. Màu này sẽ dễ dùng cho các bạn da trắng và da trung bình. Điểm mình rất thích ở chất son này là không bết dính, không nặng môi và rất ít bị xê dịch khi bặm. Riêng màu 004 thì tint bám vừa, không khó tẩy và độ dưỡng màu cũng ở mức tương đối tầm 4 tiếng. Đối với mình thì Laika Fruity Glam Tint màu 103 Humming là một cây son bóng mà mình cực kỳ thích và dùng rất nhiều kể từ khi mua đến giờ. Màu son trên tay sẽ là một tone cam đào nude, còn khi lên môi thì sau khi tint set lại, lớp bóng tách lên thì màu nghiêng về hồng đào đất pha ít đỏ. Màu có độ trầm nên không xỉn da, vừa đủ tươi vừa đủ trầm, rất dễ dùng mà không cần trang điểm nhiều. Điểm là mình thấy bạn này là một cây son cần phải có, đầu tiên là thành phần thuần chay, an toàn không gây thâm môi. Tiếp đến là chất son gel sệt vừa, dù độ bóng cực kỳ mọng nước và trong trẻo nhưng không mang đến cảm giác nặng môi và cũng không bị dính vào răng. Cuối cùng là độ giữ màu khá, tầm 4 đến 5 tiếng không ăn uống. Tint son không bị bám chặt, dễ tẩy bằng tẩy trang chuyên dụng, không gây căng rát môi sau khi tẩy. So với các cây son ngày hôm nay thì NARS Lip Gloss màu No Regrets là một cây son khá cũ, nhưng với mình thì mình mới thử dòng này tầm vài tháng nay thôi. Dòng này là son bóng không có tint, chất của dòng này đặc sệt bám môi tốt, đánh lên môi sẽ tạo hiệu ứng căng mọng cao và che phủ vân môi ở mức tốt. No Regrets là một màu cam nước pha nâu, hơi kén da và khó dùng tí. Mặc dù độ lên màu của dòng này tương đối khá nhưng vẫn nên che khuyết điểm môi để màu son lên đẹp hơn. Với mình thì hôm nào muốn đổi phong cách kiểu nhẹ nhàng, glowy một tí thì mình sẽ ưu tiên bạn này. Mặc dù son giữ màu kém chỉ tầm 2 đến 3 tiếng, nhưng sau khi trôi vẫn còn cảm giác hơi ẩm, làm môi khá mềm và dễ chịu. Nếu sợ màu khó dùng thì vẫn có thể dùng màu đậm hơn làm son lót và dùng bạn này để phủ lên trên nha. Và cuối cùng là dòng son bóng mới ra của Flower Nose Crystal Lip Gloss màu G07 Red Amber. Mình rất thích thiết kế của bạn này và tiếp theo là chất gel set không bị dày nhưng lại lên màu tốt. Chỉ đánh 2 lớp là lên rõ màu và còn lại là màu son hồng đào đất rất dễ dùng. Mặc dù lên tay màu thiên cam, lên môi thiên hồng nhưng là một màu hồng xinh chứ không xỉn da. Dòng này thiên về độ căng mọng, sẽ không thấy được lớp nước tách lên quá rõ đâu, nên cực kỳ tự nhiên khi dùng hàng ngày. Điểm cộng của son là bám môi rất tốt, bặm không bị xê dịch, tin son không bám nhanh và rất dễ tẩy trang. Độ giữ màu thì ở mức trung bình khá, tầm 4 tiếng. Về chất lượng so với giá thì mình thường canh giảm giá để mua son với mức giá phù hợp hơn giá gốc. Nhưng bảng màu của dòng này thật sự rất là xinh và đáng thử nha. Là 9 cây son MABB mình rất thích trong nửa đầu năm nay. Còn các bạn thì như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và video đến đây cũng hết rồi. Hẹn gặp lại ở các video sau. Bye!